Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em vở bài tập toán lớp 4 tập 2, bài 109. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em hay quay, hay quảng cáo, các em xin hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 109, mình sẽ so sánh hai con số khác mẫu số nhé. Giờ câu số 1, so sánh hai con số khác mẫu sao nhé. Mẫu này, so sánh, mình cần so sánh hai con số 4 phần 5 của và 5 phần 6, thì trước hết là mình phải quy đồng mẫu số hai con số. Như vậy là quy đồng mẫu số của 4 phần 5 và 5 phần 6 thì mình sẽ được là 4 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho cái mẫu này, có nghĩa nhân cho 6. 4 nhân cho 6 là 24, 5 nhân 6 là 30. Còn 5 phần 6 thì mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5, có nghĩa là nhân cái mẫu bên này. Như vậy 5 nhân 5 là 25, 5 nhân 6 là 30, đúng không? Mà mình thấy là 24 sẽ nhỏ hơn 25, có nghĩa là 24 phần 30 sẽ nhỏ hơn 25 phần 30. 24 phần 30 chính là 4 phần 5, đúng không? Còn 25 phần 30 chính là 5 phần 6. Vậy mình kết luận được là rằng 4 phần 5 sẽ nhỏ hơn 5 phần 6 nha, đúng không? Giờ như vậy là mình câu A, câu B, câu C phía dưới đây mình sẽ làm giống như cái mẫu này, đúng không? Bước nhất là mình sẽ quy đồng mẫu số, giờ mình kết luận, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. Như vậy là trước đưa hết là mình sẽ quy đồng mẫu số nha. Quy đồng mẫu số của của 5 phần 8 và 3 phần 7 nha. Của 5 phần 8 và 3 phần 7 mình sẽ được mình sẽ được hai phần số bao nhiêu. Như vậy là 5 phần 8 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho mẫu này có nhân cho 7, đúng không? Như vậy 5 nhân 7 là 30, 35. Còn 8 nhân 7 là 56, đúng không? Vậy. Còn 3 phần 7 thì mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 8. Như vậy là 3 nhân 8 là 24. Còn 8 x 7 cũng là 56. Giờ như vậy là mình sẽ kết luận phía dưới đây. Mà vậy mà cái gì đây? Mình thấy là 35 phần 56 sẽ lớn hơn 24 phần 56. Còn mẫu số tử lớn thì con số lớn thôi. Mà 35 phần 56 lớn hơn 24 phần 56. Giờ như vậy mình kết luận là 35 phần 56 chính là 5 phần 8. Vì vậy có nghĩa là 5 phần 8 sẽ lớn hơn 3 phần 7. Giờ như vậy là mình xong câu A mà, mình sẽ qua tiếp câu B luôn. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự, đúng không? Mình sẽ quy đồng mẫu số, giờ sau đó mình kết luận ha. Giờ quy đồng mẫu số của năm phần bảy và bảy phần chín. Mình sẽ được bao nhiêu? Như vậy 5 phần 7 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 9. 5 nhân 9 là 45. 7 nhân 9 là 63, đúng không? Và tiếp theo 7 phần 9 thì mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 7, đúng không? 7 phần 9 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 7, như là 7 nhân 7 là 49. 7 nhân 9 cũng là 63. Giờ mình sẽ kết luận phía dưới đây nhé.
vậy. Như vậy là 45 phần 63 và 49 phần 63 thì chắc chắn là 45 phải nhỏ hơn rồi đúng không này? Mà 45 phần 63 nhỏ hơn 49 phần 63. Vậy 5 phần 7 sẽ nhỏ hơn 7 phần 9 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu B nhé. Như vậy mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C luôn nhé. Giờ tiếp theo là câu C. 1 phần 5 và 2 phần 15. Mình thấy là 15 sẽ chia hết cho 5. Như 15 chia 5 được 3. Như vậy có nghĩa là 1 phần 5 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 3 đúng không? Còn 2 phần 15 mình sẽ giữ nguyên. Giờ thầy sẽ làm câu C luôn nhé. Giờ quy đồng mẫu số của mười một phần năm và 2 phần 15. Được. Ba phần 15 và 2 phần 15. Đúng rồi. Vì 1 phần 5 mình sẽ nhân tử của 1 cho 3 nên mình sẽ được là 3 phần 5. Còn 2 phần 5, 15 thì mình sẽ giữ nguyên nhé. Giờ sau đó mình sẽ kết luận do dưới đây mà vậy. Như vậy mình thấy là 3 phần 15 sẽ lớn hơn 2 phần 15 đúng không? 3 phần 15 sẽ lớn hơn 2 phần 15. Vậy 1 phần 5 sẽ lớn hơn 2 phần 15 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy, để bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Ở đây thầy xuống giọng cho các em dễ nhìn nha. Như vậy là câu số 2 so sánh hai phân số theo mẫu. Như vậy là ở đây mình cần so sánh 6 phần 12 và 3 phần 4. Thì mình thấy là để so sánh thì cách thứ nhất là mình sẽ quy đồng mẫu số. Cách thứ hai là mình sẽ rút gọn phân số để về mẫu số giống nhau cũng được đúng không? Như vậy 6 phần 12 ở đây người ta sẽ rút gọn bằng cách chia tử qua mẫu cho 3 thì sẽ được là 2 phần 4. Mà mình thấy là 2 phần 4 sẽ nhỏ hơn 3 phần 4 nên mình kết luận được là vậy 6 phần 12 sẽ lớn hơn 3 phần 4. Như vậy ở câu 2 này cách của mình sẽ là rút gọn vào so sánh nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nha. Như vậy mình sẽ đi rút gọn, sau đó mình so sánh đó nha. Giờ ta có nha. Mình sẽ đi rút gọn phần số. Như là 8 phần 10 và 2 phần 5. Thì 8 phần 10 mình sẽ đi rút gọn bằng cách chia tử của mẫu cho 2 để mẫu số giống nhau mình mới so sánh được lúc này. Giờ như vậy 8 phần 10 mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử của mẫu cho 2 nha. À, 8 chia 2 và 10 cũng chia 2. Giờ 8 chia 2 bằng 4. 10 chia 2 bằng 5. Như vậy kết quả sẽ là 4 phần 5. Giờ sau đó mình sẽ kết luận phía dưới đây nha. Mà vậy
Như vậy mình thấy là 4 phần 5 sẽ lớn hơn 2 phần 5. 4 phần 5 lớn hơn 2 phần 5. Nên mình kết luận là vậy, 4 phần 5 chính là 8 phần 10. Thì có nghĩa là 8 phần 10 sẽ lớn hơn 2 phần 5 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nhé. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự nhé. Như vậy là 40 phần 35 thì mình sẽ đi rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho nên để mẫu số giống nhau là 7. Giờ sau đó mình so sánh nhé. Giờ ta có nhé. Như vậy 40 phần 35 mình sẽ chia tử và mẫu cho 5 nhé. 40 phần 35 chia tử và mẫu cho 5. 40 chia 5 và 35 chia 5. 40 chia 5 thì bằng 8 đúng không? Còn 35 chia 5 bằng 7. Giờ mình sẽ kết luận phía dưới đây. Mà vậy như vậy mình thấy là 8 phần 7 này cũng là 8 phần 7 thì chắc chắn là 8 phần 7 phải bằng 8 phần 7 đúng không? 8 phần 7 sẽ bằng 8 phần 7. Vậy mình kết luận là 40 phần 35 sẽ bằng 8 phần 7 đúng không? Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Văn ăn 2 phần 5 cái bánh, Lan ăn 3 phần 7 cái bánh. Như vậy là ai sẽ ăn nhiều hơn? Như vậy muốn biết ai nhiều hơn thì mình sẽ đi video mẫu số. Giờ sau đó mình so sánh đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu câu số 3. Làm câu số 3 nhé. Như vậy trước hết mình sẽ đi quy đồng mẫu số của 2 phần 5 và 3 phần 7. Được. Như vậy mình sẽ huy động. Như vậy là mình thấy là 7 sẽ không chia hết cho 5. Nên mình sẽ huy động bằng cách là 2 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 7 đúng không? Như vậy 2 nhân 7 sẽ là 14 và 5 nhân 7 sẽ là 35 nhé. Và còn 23 phần 7 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5. Cái mẫu bên đây đúng không? Như vậy 3 nhân 5 nó sẽ là 15. 7 nhân 5 cũng là 35 thôi. Tiếp theo mà nên mình thấy là 14 phần 35 sẽ nhỏ hơn 15 phần 35. 14 phần 35 nhỏ hơn 15 phần 35. Nên hai phần 5 sẽ nhỏ hơn 3 phần 7 đúng không? Giờ sau đó mình kết luận nha. Vậy vậy bạn nào sẽ ăn nhiều hơn nha? Như vậy là 2 phần 5 nhỏ hơn 3 phần 7, có nghĩa là 3 bằng 3 phần 7 sẽ lớn hơn 2 phần 5. Như vậy có nghĩa là bạn Lan sẽ ăn nhiều hơn đúng không? Vậy Lan ăn nhiều bánh hơn nhé.
Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.